Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Hậu cung, cẩm tâm ngây ngẩn cả người, nhưng mà thoáng nghĩ lại, ánh mắt tối sầm xuống, nàng là người rất trung thành, từ nhỏ đã lớn lên ở thẩm gia, sự bảo vệ đối với thẩm tịch nguyệt còn vượt qua cả nhận thức về hoàng quyền, là người của hoàng thượng sao, tịch nguyệt cười gật đầu, cẩn thận suy nghĩ lại, cẩm tâm vô cùng thận trọng nói, mù quán hoài nghi bất kỳ ai đều sẽ là buông thả cho nội gián chân chính, chúng ta nên tra xét cẩn thận lại mới được, tịch nguyệt thấy cẩm tâm như vậy, cười thoải mái, cẩm tâm, ta rất vui mừng khi ngươi có thể nghĩ như vậy ngươi phải biết rằng nơi này không phải thẩm gia nhà chúng ta, cho dù là thẩm gia chúng ta cũng còn có tranh giành giữa đại phòng, nhị phòng, tam phòng, huống chi là ở trong cung này, không tin nhiệm bất kỳ ai, cũng không mù quáng phán quyết ai, đây là điều tốt, chủ tử có hoài nghi ai không? Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước và sự quan sát của kiếp này, thẩm tịch nguyệt mở miệng nói, không, ta cũng không biết người kia là ai, nhưng có ai người hẳn là không phải, hạnh nhi và tiểu văn tử có thể tin tưởng được. Nội dáng chỉ có thể là đào nhi hoặc quả nhi. Tuy rằng kiếp trước hai người kia cũng không phải bội nàng, nhưng mà, khi nàng trong sinh đã suy nghĩ rất nhiều, lần này tiến cung cũng đặc biệt chú ý tới các nàng. Càng ngày càng cảm thấy, địa vị người hoàng thượng đặt bên người nàng sẽ không thấp mà tổng hợp lại một chút dấu vết khả nghi, tịch nguyệt nghĩ nội gián chỉ có thể là đào nhi hoặc quả nhi. Nô tỳ đã hiểu, sẽ cẩn thận chú ý các nàng hơn một chút. Không cần, ngươi không cần chú ý quá mức, ta cả thấy, nếu như quả thực là nội gián của hoàng thượng thì nàng hẳn sẽ không đơn giản. Nếu như ngươi chú ý các nàng, ngược lại sẽ bứt dây động rừng, chúng ta làm việc cẩn thận một chút là được. Lúc này đã không phải là lúc mới nhập cung, trước kia chúng ta có thể hoài nghi bất kỳ ai, nhưng mà hiện tại tiếp xúc đã lâu, chúng ta cũng đã làm như tin tưởng bọn họ, cho nên chúng ta không thể chú ý quá mức. Nô tỳ đã hiểu, Cẩm Tâm cũng là người thông minh, nói một chút đã hiểu được. Bên phía tiểu an tử ngươi cũng không cần quản nhiều, nên làm cái gì hắn đều hiểu. Cứ để cho người khác cho rằng hắn không phải người mà ta vô cùng chú ý là được. Cẩm tâm gật đầu xác nhận, tiểu an trữ là một con cờ mà thẩm gia cho nàng, ngược lại, thật không ngờ người khác cũng muốn mượn sức hắn. Như vậy nàng liền tương kế tự kế, ngày đó thẩm vấn những người ở trong cung, tiểu an tử cố tình đứng ra khai báo chính là nghĩ muốn thả con săn sắt bắt con cá rồi, nhưng thật không ngờ những người trong cung này cũng là kẻ thông minh. Mấy ngày liên tiếp, cảnh đế đều ngủ lại trúc hiên, khiến cho tiếng oán tháng vang khắp hậu cung, nhưng mà nếu nói muốn đi tranh giành với phó cẩn giao thì lại không ai dám. Thính vũ các của thẩm tịch nguyệt cũng đã đón tiếp vài nhóm phi tần, bọn họ nghĩ đơn giản là muốn khích bác nàng đi tranh thủ tình cảm mà thôi, tịch nguyệt cũng không thèm để ý, cũng không thèm cố ý khoe khoanh với các nàng, những người này tự nhiên dần ít đi. Mỗi khi những người này đi rồi tịch nguyệt đều lắc đầu cười, cũng khó trách nàng như vậy, cảnh đế này đương nhiên sẽ không ngủ cùng với người khác, cái gọi là ngủ lại này cũng chỉ là ngồi đợi mấy canh giờ ở Trúc Hiên rồi trở về mà thôi. Nàng thực sự không tin cảnh đế có thể không quan tâm đến thân thể của phó cẩn giao mà làm chuyện khuê phòng kia với nàng ta, nàng thực không hiểu, cũng chỉ là mỗi ngày đều đến nhìn phó cẩn giao mà thôi, tại sao những người này lại không chịu nổi như vậy, tới đây kích bắt nàng sao? bọn họ thực sự cho rằng tính tình nàng dễ bị khiết bát như vậy sao thời tiết càng ngày càng lạnh tịch nguyệt cũng không thường ra ngoài có người tới gặp nàng nàng liền ứng khó không có ai tới nàng tìm mấy cung nữ nói chuyện tâm tình ngẫu nhiên đọc chút sách thuốc ngày hôm đó tịch nguyệt đặt quyển sách trên tay xuống ngáp một cái khiến cho mấy đại cung nữ bên người đều bật cười cẩm tâm không hề khách khí nói nếu như những thái ý kia biết được chủ tử coi sách thuốc là vật thôi miên hẳn là bọn họ đều sẽ dẫn đến vĩnh râu, ngươi thật to gan, dám cười nhạo ta. Cùng lắm chỉ là ngáp một cái, ngươi cũng liên tưởng tới nhiều như vậy. Tịch Nguyệt giả vờ tức giận, mấy người đều lớn tiếng cười, Đào Nhi nói giúp cẩm tâm, nô tỳ mỗi ngày đều phải sắp xếp những sách này, đương nhiên phải xem qua một chút, An Thô Lê Quyên. Mấy ngày trước, nô tỳ thấy chủ tử nói sai dược tính của quả đười ươi. Trong giọng nói đều là ý cười, Tịch Nguyệt đỏ mặt, nói: "Được lắm, các ngươi phản rồi, còn bắt nạt ta, xem ta xử lý các ngươi thế nào." "Xử lý cái gì?" Một giọng nam mang theo ý cười truyền đến, Tịch Nguyệt ngẩn ra, vội vàng đứng dậy, lúc này Cảnh Đế đã vào đến nội thất, hắn có thói quen như vậy, thần thiết tham kiến hoàng thượng, đứng dậy đi. Mấy cung nữ đều sáng suốt lui xuống, Tịch Nguyệt tự mình rót trà cho Cảnh Đế, tại sao lại không để cung nữ làm? trên áo choàng màu hoàng kim của hắn có vương vài bông tuyết bên ngoài đang có tuyết rơi rất lớn cho dù có che ô cũng vẫn bị vương một vài bông tuyết tịch nguyệt vừa rót trà lại nhìn thấy tình trạng y trục của hắn vội vàng đưa tay phủi phủi áo choàng cho hắn lúc này mới trả lời thần thiếp đã ra lệnh cho các nàng về sau khi người tới thì sẽ do thiếp hầu hạ không cần các nàng cảnh đế cười như không cười tại sao ngươi sợ trẫm để ý tới cung nữ của ngươi sẽ thu các nàng tịch nguyệt không cam lòng dậm chân, sẵn giọng nói, tại sao hoàng thượng lại nói vậy, chẳng lẽ người có tâm tư đó. Thần thiếp không cho phép, cảnh đế cười ha ha, bình giấm chua này, thần thiếp không phải. Nàng ôm mặt hắn nhìn thẳng vào nàng, trinh trọng tuyên bố, cảnh đế cũng không giận, không những không buồn bực mà còn có vài phần ý vị, được, được. Tuy là nói như vậy như trong giọng nói lại có ý qua loa, khiến cho tịch nguyệt lại phải biện bạch một trận nữa, ầm ý đủ rồi, tịch nguyệt kéo tay cảnh đế đến ngôi bên giường sưởi ấm áp thưởng trà nàng rất thân thiết với mấy cũng nữ lời này không nghe ra là vui hay giận tịch nguyệt biết là hắn nghe thấy các nàng nói chuyện nàng cũng không phản bác cười tiếp mắt gật đầu trời lạnh thần thiết cũng không muốn ra ngoài chơi đùa cùng mấy cung nữ cũng thú vị thời gian qua cũng khá tốt trẫm đã nhiều ngày không gặp nàng hôm nay lại thấy hình như nàng béo lên mấy hôm nay không ra ngoài chẳng lẽ là ở đây dưỡng béo sao sắp tới cuối năm rồi, chậm thấy, con heo con là ngươi cũng cần phải làm thịt rồi. Nàng trừng mắt, nắm tay liền nhào vào người hắn. Cảnh đế không ngờ nàng lại có hành động như vậy, không cẩn thận một chút đã bị nàng đè lên, theo quán tính ngã về phía sau. Tịch Nguyệt cũng không ngờ cảnh đế lại không phòng bị nên cứ đè lên người hắn như vậy, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Mặt tịch Nguyệt liền đỏ ửng lên, vùng vẫy muốn đứng lên nhưng do khẩn trưng nên động tác không nắm được trọng tâm lại cử động lần nữa thì bàn tay của người nào đó đã đặt lên mông nàng, làm. Làm cái gì? Nàng nũng nịu, cảnh đế nghiêm trang, nàng muốn sao? Được, làm đi, bên trong phòng mùi thơm lượng quanh, phó cẩn giao ngồi ngay ngắn trong đó, mặt không chút thay đổi, cung nữ trang điểm tiến vào, hành lễ rồi đi tới bên cạnh phó cẩn giao, chủ tử, nàng ta không chịu nói, hừ, không chịu nói. Nàng ta ngược lại là một người trung thành, đáng tiếc trung thành sai lầm đối tượng rồi. Tra cho ta nhà nàng ta còn có người nào, dùng hình như vậy nàng ta cũng không chịu nói, nếu như không phải cực kỳ trung thành, chính là có nhược điểm trên tay người ta, dạ, nô no tỳ hiểu rồi. Chủ tử, thấy người bên trần đáp ứng kia nói, trừ bạch vũ quyên kia ra, nàng ta rất ít tiếp xúc với người khác, phó cẩn giao cười lạnh, chuyện bị ổi như thế, cho dù là cấu kết cũng sẽ không quan minh chính đại tất cả người muốn hại con ta ta một người cũng sẽ không buông tha cung nữ chần chờ một chút cuối cùng mở miệng chủ tử đại thiếu gia vào cung rồi chúng ta có muốn tìm một cơ hội gặp hắn một lát hay không chuyện như này nếu như có hắn giúp một tay phó cẩn giao vẻ mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt lại nhuốm màu nham hiểm vân lam ngươi lúc nào bắt đầu học được tự làm chủ rồi hả cung nữ vân lam cả kinh vội vàng quỳ xuống nô tỳ sai rồi nô tỳ sai rồi không ngừng dập đầu, cho đến khi trên trán nàng ta đã nổi lên tia máu, phó cẩn giao rốt cuộc mở miệng, được rồi, đứng lên đi, Vân Lam khó khăn lắm mới đứng dậy, có một số việc chúng ta có thể tự giải quyết, cũng không cần kinh động trong phủ, vâng, đợi Vân Lam lui xuống, phó cẩn giao tức giận đập vỡ chậu hoa bên cạnh, nếu như lúc này có người trông thấy phó cẩn giao, chắc hẳn sẽ bị dọa sợ không hề nhẹ, thường ngày dịu dàng thanh nhã lúc này lại giống như một người khác. Mặt ác độc, Vân Tuyết, Vân Lam Vân Tuyết là hai đại nha hoàng bên mình Phó Cẩn Giao tự đưa vào cung từ Phó Gia, cũng là tâm phúc của Phó Cẩn Giao, nô tỳ Dường như không trông thấy cành hoa đầy trên mặt đất, Vân Tuyết tất nhiên biết chủ tử mình mấy ngày gần đây tâm tình không tốt. Mới vừa rồi thấy Vân Lam bị phạt nàng còn có gì không rõ, lén sắp xếp người vào lãnh cung, tiễn hiền phi lên đường. Vân Tuyết cho dù không ngẩng đầu trong lòng cũng kinh ngạc, cho dù là sẽ chọc cho chủ tử nhà mình không vui, nàng vẫn mở miệng như cũ, mong chủ tử nghĩ lại, trong cung này quản khống rất nghiêm, dù là không có thái giám cung nữ cũng là muốn nói ra tất cả nguyên tớ. Hiền phi mặc dù đã bị biếm lãnh cung, nhưng chung quy từng là chủ vị. Một cung, chúng ta như thế, khó tránh khỏi để người nắm lấy chui, cung nữ cũng biết đạo lý, phó cẩn giao lẽ nào lại không hiểu, chỉ có điều chung quy là tính khó dằn thôi. Hiền phi tuy không là chủ mưu, nhưng hương này cuối cùng là từ trong cung nàng ta chảy ra bình tĩnh lại phất tay một cái lui xuống đi nàng chậm rãi uống một ngụm trà nàng mấy ngày nay luôn cực kỳ tâm phiền ý loạn thậm chí thường mất ngủ cho dù biết như vậy đối với con không tốt nhưng nàng vẫn là không có cách nào phá giải cũng không phải là không tìm thái y xem qua nhưng thái y sau khi kiểm tra cũng không thấy dấu hiệu trúng độc đều nói là do nàng suy nghĩ quá nhiều thái y dĩ nhiên là tin được nàng hết sức chậm rãi nhưng không nắm được mấu chốt chuyện gần đây quá nhiều nàng vội vàng tìm nội gián, vội vàng tìm người hại nàng, cũng bận việc trong cung, rất nhiều chuyện này khiến cho tâm tư sức lực nàng quá mệt mỏi. nàng sao lại không biết những việc này cũng bất lợi đối với việc nàng an thai, nhưng không giải quyết những việc này, nàng sao có thể ngủ yên? còn có sự vật trong cung này, lần này bỏ qua, lần sau lúc nào có thể tới cũng không nhất định. Thái hậu không thích nàng, lần này nếu như không phải là bởi vì nàng có thai lại có bất ức, có lẽ cũng sẽ không để cho nàng thượng thủ thở chậm chậm, phó cẩn giao tâm phiền ý loạn mở cửa sổ ra, bên ngoài tuyết lớn bay trong không trung, nàng thấy hứng thú nhưng cũng không thể tỉnh táo lại, thật. Không có vấn đề sao, bên này phó cẩn giao tâm phiền ý loạn, nóng nảy khác thường. Bên kia Đức Phi ngược lại an nhàn, trải giấy tuyên thành trên bàn tập viết, cũng thấy hài lòng, hoàng thượng còn thính vũ các. Nàng hỏi như không có chuyện gì xảy ra, hồi nương nương, vân cung nữ thúc lan lên tiếng, cười yếu ớt, động tác không dừng, ngược lại bản cung xem thường nàng ta. Nương nương, thuần tần này nhìn không hề giống người cực kỳ thông minh, nhưng thực tế cũng chưa biết. Người xem nàng ta lần đó không phải hóa giải vấn đề, một chuyện thường nhỏ như vậy liền lên tới tầng, nghĩ đến tất nhiên là có chút thủ đoạn. Có thủ đoạn bản cung cũng không sợ, sợ là, có trợ thủ. Thúc Lan hiểu ý, thử thăm dò hỏi, người là nói Thái Hậu, Đức Phi hừ lạnh một tiếng, cũng không biết thuần tầng này có vận tốt gì, Thái hậu nương nương làm giống như yêu thích nàng ta. Thúc Lan không hiểu, đặt bút xuống, Đức Phi cầm tờ giấy tuyên thành lên xem, nếu bản cung là thái hậu nương nương, ta cũng yêu thích nàng ta, không có gia thế hiển hách, dù có chút khôn vặt cũng rõ ràng, tính tình là có chút nóng nảy. Người như vậy mới dễ dàng nắm trong tay, nếu như không phải tâm tư đơn giản, trước đó vài ngày sau lại bị hương liệu này đã thương thân thể, thái hậu coi trọng hoàng tự, thuần tần bị người ta làm hại một chút cũng nghi không được có thể thấy cũng là người đáng thương thái hậu bây giờ đã là dưới một người trên vạn người thuần tần lại ngăn trở bà cái gì người tới vị trí cao luôn cùng đồng tình người yếu ngươi xem nhiều điểm tốt như vậy sao lại không thích nàng ta người như vậy không nâng đỡ chẳng lẽ nâng đỡ cái loại phó cẩn giao đó đức phi phân tích thấu đáo chính thẩm tịch nguyệt này hoàng thượng thấy hứng thú với nàng ta Thái hậu cũng vui mừng cất nhắc nàng ta. Nâng cao hơn nữa lại có quá mức, Thúc Lan không hiểu, nếu thuần tần cũng không phải là cường địch, chúng ta sao lại phải hết sức hạ tâm huyết như vậy đi lợi dụng nàng ta hãm hại phó quý tần. Bây giờ ngược lại là tốt, hẳn là bị nàng ta đánh bậy đánh bạ tìm được hương liệu này. Đức Phi vẫn nhìn chữ như cũ, tuy không phải cường địch, nàng ta được sủng cũng quá mức rồi, bây giờ trong cung này ngoài phó cẩn giao chỉ nàng ta thị tẩm nhiều bản cung chẳng lẽ muốn nhìn nàng ta từng bước một vững vàng đi lên sao lại nói trong cung này khá được sủng có ai giỏi tính toán bằng nàng ta coi như thẩm tịch nguyệt có thể may mắn thoát khỏi tay vực kỳ hương này chúng ta cũng có thể thuận buồm đẩy tề chiêu nghi một phen trong cung có hương liệu này nhưng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay đáng tiếc một quân cờ tốt lại bị trần vũ lan phá hủy trần đáp ứng này cũng là không có tiền đồ chuyện nhỏ như này cũng làm không xong thúc lan bực mình lại đưa lên xem một hồi, Đức Phi xé toan chữ, thuần tần không thông minh, Trần Vũ Lan cũng không phải là không có tiền đồ, chẳng qua là bản cung tính toán sai lầm rồi, vốn cho rằng thuần tần này sẽ tha thứ cho biểu muội mình, xem ra thật đúng là hoàn toàn ngược lại. Nàng ta hẳn là cũng bởi vì Trần Vũ Lan lấy lòng mà hoài nghi. Bên Trần Vũ Lan không có sơ hở chứ, Thúc Lan lắc đầu, chủ tử yên tâm, ban đầu nô tỳ sắp xếp người đã nói là thân tính hiền phi, nàng ta dù là bị phó quý tần bắt được cái gì, cũng là chỉ biết đem manh mối liên lụy đến bên hiền phi, không liên lụy tới chúng ta. Vấn đề là, bây giờ trong cung phó quý tần điệp nhi bị phó quý tần phát hiện rồi, mặc dù nô tỳ nắm giữ điểm yếu nàng ta, nàng ta liều chết cũng sẽ không nói, nhưng đêm dài lắm mộng, có một số việc nhỏ, lúc nào cũng không là không có sơ hở. Bây giờ phó cẩn giao chỉ mong sao chúng ta đi giết người diệt khẩu, nếu không nàng ta làm sao tìm được manh mối làm đục nước, tất cả mới phải làm. Lại nghĩ, hôm qua phó gia trên triều đình buộc tội Chu đại nhân, hôm nay Chu đại nhân bởi vì chuyện tham ô đã bị bắt giam, nhưng Chu đáp ứng lại không biết chuyện này, chuyện lớn như thế, ta đây làm tỷ tỷ, tại sao có thể không nói cho nàng ta? Thúc Lan hiểu ý, mỉm cười vân mệnh lui ra. Đức Phi lại lấy ra một tờ giấy tuyên thành, tiếp tục luyện chữ, mặc dù luyện chữ, trong lòng lại tính toán, lần này mình là bị thua thiệt, chỉ có điều đây coi như là có thể đoán được thái hậu cũng không thích một người thao túng hậu cung hiền phi ngã đương nhiên sẽ còn có người khác bọn họ cũng sẽ không vui thấy một mình mình độc giữ hậu cung nhưng ngày này sao cứ như vậy tới hừ nàng vẫn chưa bố trí người xong thì đã đến bước này phó quý tần một cái quý tần nho nhỏ liền giúp đỡ quản lý hậu cung xem ra là người khác cất nhắc nàng xem ra lại không đồng ý kiến chắc phó quý tần này muốn tiếp tục đi lên rồi nữ nhân nhà phó gia này thật đúng là khắc tinh của nàng a nàng từ nhỏ yêu mến cảnh đế thật khó mới gả được cho hắn nhưng lúc đó hắn lại duy chỉ vẻn vẹn đối tốt với phó cẩn tú đối với nàng ta ngàn y trăm thuận nàng mỗi lần đều âm thầm rơi lệ khó khăn lắm mới thấy phó cẩn tú chết lại một phó cẩn giao tới đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra phó cẩn giao này cũng không phải là đều học diễn xuất của phó cẩn tú hừ lạnh một tiếng còn có thuần tầng này còn nhỏ tuổi chính là một kẻ mê hoặc trong lòng đức phi oán hận, trên chữ viết cũng nhìn ra vài phần tàn nhẫn. Mẫu phi. Thanh âm trong trẻo truyền đến, đức phi vội vàng thả bút trong tay ra. Lúc này đã không giống mới vừa rồi tàn nhẫn, ngược lại, nụ cười vừa dịu dàng lại vừa thật lòng đổi lại trên khuôn mặt. Gia nhi tới, một đứa trẻ nhỏ láo táo vọt vào, đức phi bước lên trước, phủi tuyết trên người cho nó. Trời rét lạnh thế này sao nhị hoàng tử lại tới? Giọng nói có chút trách cứ. Ma bên cạnh nhị hoàng tử liền vội vàng giải thích, nhị hoàng tử sáng sớm thức dậy đã nói đêm qua nằm mơ thấy nương nương, muốn gặp người. Tan học, liền dắt lão nô, nhất định phải gặp người, đây là mẫu tử tình thâm đấy, cũng có thể nói là một thói quen, Đức Phi hạ sắc mặt, thúc lan, đem lên một chút điểm tâm. Ông nhị hoàng tử đến bên giường, Đức Phi vội vàng gọi người tới dặn dò, mẫu phi thật tốt, con cũng đói bụng đấy. Hôm nay sư phụ thời gian giảng dài chút, Hài Nhi nôn nóng đến thăm mẫu phi, trong lòng vô cùng buồn bực. Nó bướng bỉnh lè lưỡi, chỉ là một đứa trẻ ba tuổi mà thôi. Đức Phi nghe nói như vậy, lắc lắc đầu, Gia Nhi không được nói bậy. Tiên sinh là người truyền đạo thụ nghiệp cho con, không được thất lễ, không thể không tôn kính. Nhị hoàng tử gật đầu một cái, Hài Nhi hiểu rồi. Mẫu phi, Hài Nhi rất ngoan, hôm nay lạnh như vậy, con cũng đi học, đại ca ca cũng không có đi. Đứa trẻ hy vọng thấy mẫu phi mình, hy vọng nhận được khen ngợi. Đức phi gật đầu. Từ gia nhi của mẫu phi ngoan. Đại ca ca con thân thể không khỏe, không đi vậy là nên. Nhưng gia nhi của chúng ta lại rất khỏe, tuyệt đối không thể không đi học. Như vậy tiên sinh mới có thể yêu quý gia nhi, đúng không? Um, đúng. Điểm tâm mang lên. Ánh mắt của nó bị thu hút. Nhìn dáng vẻ khỏe mạnh tháo khỉnh của nhi tử, Đức phi lộ ra nụ cười. Cho dù họ từng người một được sủng ái như thế nào người nào lại có một hoàng tử khỏe mạnh khiến người ta yêu thích như này đây có lẽ mùa đông năm nay thời tiết cực kỳ lạnh tịch nguyệt cũng không hiểu sao lại bị bệnh thương hàn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng ngoan ngoãn làm ổ trong chăn thái y đã đi qua khám bệnh nói là bị bệnh thương hàn cần uống thuốc tỉnh dưỡng nhiều thái hậu nghe nói thì cho chút thuốc bổ sau đó miễn thỉnh an cho nàng lúc này tịch nguyệt lại không có cố chấp chống đỡ thân thể qua thỉnh an thương hàn cũng thường lây bệnh nếu lây bệnh qua cho thái hậu hoặc nữ nhân có thai như phó cẩn giao vậy nàng làm thế nào cũng khó tránh tội cảnh đế nghe nói thuần tần bị bệnh thương hàn nên tới đây thăm hạnh nhi đứng ở cửa nhìn thấy hắn thì quỳ xuống thỉnh an mắt cảnh đế nhìn thẳng định đi về phía trước hạnh nhi vội vàng mở miệng hoàng thượng chủ tử có căn dặn nếu như người đến thăm chủ tử xin mời trở về hôm nay chủ tử đang bệnh cũng không thể lây bệnh qua cho người cảnh đế nhíu mày nhìn hạnh nhi lại hơi liếc nhìn bên trong phòng, trẫm là cửu ngũ chí tôn, há có thể để ý những thứ này. Cho dù nói như thế, nhưng mà trong nội tâm lại có chút cảm động, nếu thân thể nữ tử trong cung này không thoải mái, hắn có thể tới thăm, tất nhiên sẽ rất vui mừng, nàng lại không muốn lây bệnh cho hắn. Ngược lại thật sự là một tiểu cô nương đơn thuần, hạnh nhi rất kiên quyết, đứng dậy cản cạnh cửa, cảnh đế lại ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cung nữ này sẽ có hành động như vậy hoàng thượng thứ tội, chủ tử nhà nô tỳ nói rồi, tuyệt đối không thể để cho người vào, nếu không liền đuổi nô tỳ đi thận tư hình. Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn, thân thể này rất kim quý, chủ tử biết người thông cảm cho nàng, nhưng kính xin hoàng thượng trân trọng thân thể mình, hạnh nhi quỳ trước cửa, hơi phát run, lớn mật. Lai hỉ bên cạnh quát lớn, nhưng ánh mắt lại hơi liếc cảnh đế, thật ra thì thuần tần nói đúng, một khi bị bệnh, vậy cũng dễ lây bệnh cung nữ như ngươi lại rất thú vị sợ chủ nhà ngươi đuổi ngươi đến thận tư hình nhưng lại không sợ trẫm giọng nói của cảnh đế cũng không phập phòng, lại khiến hạnh nhi run dữ dội hơn nhưng cho dù như thế nàng cũng không tránh ra ngược lại không ngừng dập đầu xin hoàng thượng trân trọng xin hoàng thượng trân trọng trong lúc bên này giằng co chưa xong liền nghe có tiếng đi lại bên trong phòng tịch nguyệt cất giọng có chút mềm dẻo đáp hoàng thượng tần thiếp quỳ xuống xin người cầu xin người trân trọng thân thể của mình Hạnh Nhi cũng theo phân phó của nô tỳ, Tần Thiếp bị thương hàng rất nặng, người là thân thể vạn kim, một khi lây bệnh, làm chậm trễ đại sự trong triều, Tần Thiếp chết muôn lần cũng khó chuộc tội. Nghe động tĩnh trong phòng, cảnh đế mềm lòng, quỳ cái gì, bị bệnh còn làm loạn. "Để trẫm nhìn ngươi." "Không được, hoàng thượng không trở về thì Tần Thiếp không đứng lên." Bỏ qua những đại sự trong triều, hoàng thượng cũng là trượng phu của Tịch Nguyệt, sao Tần Thiếp có không để ý thân thể người? lần này hoàng thượng nhất định phải nghe tần thiếp lai hỉ thấy thế thì mở miệng hoàng thượng người vẫn nên nghe thuần tần nương nương khuyên đi nương nương nói đúng người là thân thể vạn kim nên cẩn thận nếu người bị thuần tần nương nương lây bệnh cũng không tiện giao phó với thái hậu nương nương bên kia hiện tại nương nương bị bệnh quỳ như vậy sao có thể được chứ cảnh đế thở dài được được trẫm đi trẫm đi còn không được ư ngươi không chịu để trẫm nhìn ngươi trẫm biết tâm tình của ngươi ngoan một chút, uống thuốc xong, rất nhanh sẽ tốt, trẫm chờ ngươi khỏe lại sẽ tới thăm ngươi, ngoan một chút, biết không? Dạ, tần thiếp hiểu rồi, ai phục vụ chỗ thuần tần? Lạnh lùng hỏi hạnh nhi, hồi hoàng thượng, cẩm tâm, đào nhi, quả nhi, tất cả đều bên trong, hoàng thượng yên tâm, tụi nô tỳ sẽ chăm sóc chủ tử thật tốt. Giọng nói hạnh nhi run rẩy. Cảnh đế cất cao giọng nói, tất cả các ngươi đều phải hầu hạ thuần tần thật tốt cho trẫm nếu nàng có một chút khó chịu trẫm chắc chắn không dễ dàng tha thứ vâng đều là giọng nói sợ hãi hoàng thượng lại hù dọa người tịch nguyệt nũng nịu ở bên trong còn không mau hầu hạ chủ tử các ngươi về giường nằm vâng vừa liếc nhìn cửa phòng khép chặt ánh mắt cảnh đế tối tăm vẻ mặt mềm mại hơn rất nhiều hạnh nhi cúi đầu bị sợ đến mức động cũng không dám động nàng chưa từng nghĩ mình dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy không chỉ nói còn sống được nữa lai hỉ chúng ta trở về thôi. Hắn phất ống tay áo một cái, quay người đi, không ngờ, hắn làm như vậy khiến mấy đại cung nữ còn có lai hỉ đều thở vào nhẹ nhõm, hạnh nhi lập tức tê liệt trên đất, đào nhi mở cửa ra, nhìn thấy hạnh nhi ngồi liệt trên đất, vội vàng tới đỡ nàng, trên đất rất lạnh. Tuy nói như thế nhưng hai chân nàng cũng như nhũng ra, dìu hạnh nhi vào bên trong phòng, tịch nguyệt hơi phát sốt, sắc mặt ửng hồng, đào nhi, ngươi đỡ hạnh nhi trở về phòng nghỉ đi cũng làm khó ngươi. Hạnh nhi trì hoãn, lắc đầu một cái, bẩm chủ tử, nô tỳ không có chuyện gì, thân thể người khó chịu, nhóm nô tỳ nhiều người, phục vụ cũng dễ hơn, nô tỳ không sao, chỉ là, chỉ là bị hoàng thượng hù sợ. Tịch Nguyệt vừa nghe nàng nói như thế, bật cười, mặc dù hoàng thượng uy nghiêm, nhưng lại sẽ không vô duyên vô cớ phạt người khác, ngươi đừng để lo lắng quá mức, hoàng thượng của chúng ta là người tốt trên đời này, hắn cũng chỉ phô trương thanh thế thôi mấy người đều yên lặng không hề nói gì, đối với ngài tốt không có nghĩa đối với người khác cũng giống vậy, cẩm tâm và tịch nguyệt thân thiết hơn, không nhịn được châm chọc, chủ tử, hoàng thượng thương người, cũng sẽ không thương tiếc tụi nô tỳ. Người nhìn hạnh nhi bị hù dọa đi, tịch nguyệt nhìn chầm chầm mắt to trề môi, ta nói hắn là người tốt thì hắn chính là người tốt, quả nhiên bị bệnh thì con người tương đối trẻ con, cẩm tâm bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn nhau với mấy người, đều nhìn ra vui vẻ từ trong mắt đối phương, được được, nô tỳ cũng không nói hoàng thượng không tốt, có lẽ mỗi ngày trong cung này đều quá nhàn rỗi, một chút chuyện nhỏ cũng có thể truyền xôn xao. Lúc này, trong nháy mắt chuyện của thính vũ các liền truyền ra ngoài, mặc kệ người khác cho rằng thuần tần làm ra vẻ như thế nào, thái hậu vẫn hài lòng gật đầu, chuyện xưa chính là như vậy, mặc dù con dâu tốt, nhưng cho dù tốt hơn nữa cũng không bằng con ruột của mình. Tịch Nguyệt lấy thân thể hoàng thượng làm trọng khắp nơi, Thái hậu vẫn rất hài lòng. Nghe nói hoàng thượng gọi Thái y chẩn bệnh cho thuần tần đến hỏi chuyện, Thái hậu cũng không để ý tới lời nói khích bác của Đức Phi. Đức Phi này, bây giờ càng ngày càng không trầm ổn, cũng không giống như trước nữa, chẳng lẽ thật sự coi nàng là Phi tần phân vị cao. Khóe miệng Thái hậu nâng lên, Đức Phi đột nhiên hiểu được, mình lỡ lời, nàng ta là người nào, liền tranh thủ thay đổi đề tài, không hề nói đến thuần tần nữa. Nhưng cho dù như thế, Thái hậu vẫn không để ý tới. Đức Phi đi xuống đi, ai da hơi mệt chút, Đức Phi cũng không có vẻ lúng túng, tươi cười rạng rỡ, dạ, Thái hậu nương nương ngài nghỉ ngơi thật tốt, thấy Đức Phi mang theo cung nữ bên cạnh rời đi, Thái hậu thu nụ cười lại, vốn nhìn là một người đoan trang hiền huệ, không muốn nhưng lại cũng không làm được việc lớn. Chỉ một phi vị, liền vẫn cái đuôi lên, trong hậu cung này có quyền lực liền hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Nàng ta cho rằng mình làm mấy việc này mà ai Gia không biết được sao. Quế Ma Ma Trình Điển Tâm vừa mới làm xong lên, chủ tử cần gì tức giận với một phi tần nho nhỏ? Không thích, đổi đi thì thôi. Thái hậu lắc đầu một cái, A à Quế, hiện tại ngồi trên Long Ỷ là nhi tử của A Gia, mặc dù A Gia càng ngày càng nhìn không hiểu hắn, nhưng dù sao cũng có thể hiểu rõ một phần. Bây giờ A Gia làm những chuyện này, cũng là vì hắn. Nhưng nếu chỉ vì A Gia không thích liền quật ngã người ta, hắn sẽ không đồng ý. Đừng quên, đức phi này còn có một nhị hoàng tử đấy. Cho dù nàng ta càng không biết điều, nhưng là Gia Nhi lại là một đứa bé ngoan. Hơn nữa sao A Gia có thể bởi vì một nữ nhân không liên quan mà khiến cho A Gia và Nhi tử của mình bắt đầu xa cách, hôm nay đi tới bước này, A Gia cũng chỉ còn một người thân thân thiết mà thôi. A à Quế hiểu rõ gật đầu, không thể đổi được thì nâng đỡ người khác đi lên. Nhiều người, nàng ta cũng không có gì. Thái hậu cười yếu ớt, không phải hiện tại A Gia đang làm sao? Quế ma ma đi tới sau lưng Thái hậu bắt đầu nắn vai cho Thái Hậu, nói, lão nô từng quan sát thuần tầng này rất nhiều lần, trong những nữ tử vào cung, nàng ta được sủng ái cũng không tính là chuyện ngoài ý muốn, cũng không nói là nàng ta không phải người đơn giản, mà nhiệt tình, trên người nàng ta có một loại nhiệt tình mà phi tầng khác không có, hả? Thái Hậu hăng hái, nói cho ai ra một chút. Nhiệt tình cái gì? Quế ma ma suy nghĩ một chút, sắp xếp ngôn ngữ, nói như thế nào đây, lão nô cũng không nói được, chỉ cảm thấy thuần tần này khác biệt với nữ tử khác, lão nô đã từng thấy nàng và hoàng thượng gần nhau hai lần, hình như, hình như đặc biệt tùy ý, giống như hoàng thượng chính là trượng phu của nàng, mà không phải một nhất quốc chi quân, vua một nước. Âm thanh nũng nịu nhiệt tình, mềm dẻo, lão nô chưa từng gả cho người khác, nhưng nghĩ tới, nếu như ta là nam tử, cũng thích loại nữ tử này thôi. Thái hậu nghe nói thì sửng sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười, cho dù Triệt Nhi là hoàng thượng nhưng cũng là một nam nhân thuần tần còn nhỏ tuổi lệ thuộc hắn khắp nơi chắc hẳn hắn rất hưởng thụ chứ quế ma ma cũng cười vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ thương yêu phó cẩn giao giống như phó hoàng hậu ngược lại không nghĩ tới hoàng thượng lại cưng chiều thuần tần không tầm thường chút nào một đồ giả mà thôi chẳng biết nàng ta tự nhận là vật phẩm quý giá hay vật thay thế huống chi là một vật thay thế giả có lúc số mạng thật sự tạo ra một trò đùa lớn với mọi người ai có thể nghĩ tới, phó gia để nhi tử giả trang thành nữ hài nhi mà nuôi đây. Quế ma ma thở dài, mà thái hậu lại rơi vào trầm tư. Năm đó triệt nhi gần 7 tuổi gặp phó cẩn du phẫn nữ trang, thấy tướng mạo đẹp, hồi cung liền xin hoàng thượng ban chỉ, muốn chọn nữ nhi phó gia, chuẩn bị vài năm sau thành hôn, ngược lại không nghĩ tới, nữ hài nhi này lại là nam tử, chờ chọn phó cẩn tú rồi, mới biết được là náo loạn ô long. Sau này phó cẩn du vào cung làm thư đồng, lúc này bọn họ mới biết, thì ra thuở nhỏ phó cẩn du bệnh yếu, sau đó được cao nhân chỉ điểm nuôi hắn như nữ hài nhi đến 8 tuổi. Mọi việc triệt nhi đều có thể lấy đại cục làm trọng, vốn cầu hôn nữ nhi phó gia cũng không chỉ bởi vì tướng mạo đẹp, mà bởi vì thân phận phó tướng, hôm nay biết được, cũng không sao cả. Dù sao trừ mẫu tử bọn họ và A Quế ra, người khác đều không biết việc bí mật này, hôm nay lại nhìn phó cẩn giao hơi bắt chước cử chỉ của phó hoàng hậu, thái hậu vuốt ve bàn cờ của mình, thật sự buồn cười đến tột cùng. Nhìn một bức họa lúc mình còn trẻ tuổi trên tường, Thái hậu cười lạnh, phó ẩn duệ, con gái ngươi, cũng chỉ là như thế. Một lần tịch nguyệt bệnh chính là hơn 10 ngày cũng không thấy chuyển biến tốt, cảnh đế giận, khiển trách Thái y cẩu huyết lâm đầu, máu chó đầy đầu. Vê đức vê đức vê đức, trái lại trong cung xem náo nhiệt không ít, tất cả mọi người ước gì nàng bệnh không dậy nổi mới tốt đấy, chỉ là toàn bộ này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tịch nguyệt, Nàng vẫn là đóng cửa tỉnh dưỡng như cũ, Cẩm Tâm bưng chén thuốc vào cửa, mặc dù Tịch Nguyệt cũng không khỏe, nhưng đã không bằng mấy ngày trước đây như vậy, "Chủ tử, uống thuốc đi." Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm chén thuốc, lại dương mắt nhìn xuống Cẩm Tâm, Cẩm Tâm hiểu ý, đi tới trước bồn hoa, nghiêng một cái, nước thuốc liền đổ xuống, "Cẩm Tâm, lấy mấy mức hoa quả cho ta, thuốc thật là đắng." Tịch Nguyệt nhăn mặt, hình như là thật sự uống chén thuốc kia chỉ là trong mắt lại có rất nhiều ý cười, Cẩm Tâm đặt chén xuống, nhìn Tịch Nguyệt ngồi trên giường sưởi ăn mứt hoa quả. Dường như không có gì phát sinh, qua lúc lâu, Cẩm Tâm hạ giọng, "Chủ tử, người cũng đừng luôn luôn không uống thuốc, như vậy sao sẽ tốt?" Tịch Nguyệt cười hì hì, "Ta không khỏe, hoàng thượng mới có thể ra thái y viện. Chúng ta cái gì cũng không phải làm, chỉ chờ hoàng thượng vì ta tìm được người không muốn cho thân thể ta tốt là được." Cẩm Tâm có chút lo lắng nhưng người như thế cũng không được, cũng không biết lúc nào hoàng thượng sẽ tra ra được. trong giọng nói có oán trách. tịch nguyệt xếp mấy khối bánh ngọt thành một cái hoa văn, chơi đùa đến rất vui vẻ. cũng một hai ngày rồi, người cảm thấy ta uống thuốc lâu như vậy cũng không khỏe, hoàng thượng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. người nói là chu thái y này có vấn đề sao? tịch nguyệt lắc đầu, cũng chưa biết chừng. nếu có người lén lén thả gì đó trong thuốc kia của hắn, hắn cũng chưa chắc biết chúng ta không nên nghĩ quá nhiều mọi việc giao cho hoàng thượng thôi ta là bệnh nhân đấy cũng không thể suy nghĩ quá mức vâng đi dặn dò phòng bếp nhỏ ta muốn ăn cháo hải sản tịch nguyệt dặn dò tay nghề của xảo ninh này đúng là thật tốt không chỉ có tốt hơn nữa còn rất hợp khẩu vị của tịch nguyệt hài lòng để xuống chén đã ăn sạch xảo ninh đợi bên cạnh thấy chủ tử thích tay nghề của mình trên mặt cũng hơi có ý cười tay nghề này của người là học với ai bẩm chủ tử trước kia nô tỳ vào cung là đầu bếp tửu lầu, quán rượu. Lời này vừa nói ra, tịch nguyệt cũng không có gì kinh ngạc, ngược lại thì cẩm tâm giật mình nhìn thêm một cái, chỉ là cho dù như thế, trên mặt cũng không có biểu hiện quá mức, đầu bếp của phú quý lâu, tay nghề thật là tốt. Tịch nguyệt tiếp một câu. Cười yếu ớt. Mà lúc này xảo ninh cũng không kinh ngạc gì, trưởng quỷ sai ta thỉnh an cho người, cầm khăn lên che miệng cười khanh khách, cửu cửu tốt không, tất cả đều tốt chưởng quỷ dặn dò nô tỳ nói điều này cho chủ tử xảo ninh lấy một cái trâm mai cài trên đầu nắm trong tay vặn mở lấy ra mấy tờ giấy nhỏ mỏng manh lặp lại như thế lại cắm cái trăm cài đầu về trên đầu mình sau khi cẩm tâm nhận lấy đưa cho tịch nguyệt lại là ngân phiếu hắn cũng không có gì nói với ta tịch nguyệt cười hỏi xảo ninh nói chưởng quỷ nói nơi trầm công tử và trầm nhị tiểu thư đó hắn sẽ để ý trong cung cẩn thận khắp nơi có chuyện có thể sai nô tỳ đi làm. Tịch Nguyệt gật đầu, đây cũng là thói quen của cửu cửu nàng, viết thư luôn luôn không an toàn, nếu như không phải là rất tin tưởng, hắn cũng sẽ không sắp xếp xảo ninh vào cung, mà có cái gì an toàn hơn so với mệnh lệnh chứ. Huống chi nàng biết, nếu nói trong cung này trừ cẩm tâm ở ngoài có thể để cho nàng yên tâm, đó chính là xảo ninh này. Lúc này cẩm tâm mới hiểu được, thì ra là chủ tử biết rõ thân phận của xảo ninh này. Nhưng nàng cũng có chút không hiểu, làm sao chủ tử lại có thể đoán được thân phận xảo ninh chứ? Nói cho cửu cửu, ta không cần ngân phiếu, để sau này hắn không cần đưa cho ta, trong cung này, cần gì muốn gì, tự ta sẽ tìm nam nhân của ta lấy, chỉ có những chuyện khác, ta sẽ không khách khí. Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói, vâng, lại suy nghĩ một chút, xảo ninh mở miệng, mệnh của chủ tử đây là chữa lâu không khỏi, sợ không phải có người dùng mánh khóe, nô tỳ hơi thông y thuật. Ta xem giúp người tịch nguyệt đưa cánh tay ra ngoài không uống thuốc làm sao có thể khỏi hẳn chứ xảo ninh vội vàng bước lên bắt mạch một lát sau chân mày nhíu chặt chứng bệnh của chủ tử giống như mắt phong hàn dù có chuyện tốt hơn nhưng cũng không khỏi hẳn người lại không uống thuốc như vậy kéo dài thêm cũng không tốt với thân thể giọng nói có chút lo lắng nàng nói chút tình huống này tất nhiên tịch nguyệt biết không có chuyện gì dù sao cũng chính là chuyện một hai ngày này Tịch Nguyệt mặc một bộ cẩm bào, áo dài gấm, màu xanh thẳm, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ngược lại nụ cười đẹp đẽ. Xảo Ninh ngập ngừng hạ khóe miệng, cuối cùng không nói gì. Xong chuyện, nàng khẽ chào, xoay người rời đi, đi tới cửa lại dừng bước, cuối cùng không nhịn được. Nếu như trong vòng hai ngày hoàng thượng không có phát hiện chuyện này, vẫn xin chủ tử trị liệu, chuyện này không thể kéo dài nữa. Mặc dù có chút càng rỡ, nhưng tịch nguyệt cũng không có buồn bực, chỉ dịu dàng nói, đi xuống đi xảo ninh rời đi cẩm tâm mở miệng chủ tử xảo ninh này nói không phải không có lý chúng ta tội gì vì kẻ địch không nhìn thấy đó làm thân thể mình bị thương lần này không được lần sau còn có cơ hội người cần gì phải gượng chống chứ nàng là quan tâm thân thể của tịch nguyệt ta sẽ không phán đoán sai không có chuyện gì phất tay tịch nguyệt không muốn nói nhiều chuyện hoàng thượng sẽ phát hiện nàng chỉ cần yên tâm chờ đợi là được chủ tử cẩm tâm dậm chân, nếu ngày mai hoàng thượng còn không có điều tra rõ chuyện này cho người. Vậy cho dù người muốn để lên nô tỳ một tội bất kính, nô tỳ cũng phải đi gọi xảo ninh chữa trị cho người, tịch nguyệt thầm nghĩ một chút, lại lấy chút xoài khô ở nơi đó của ngươi cho ta, cẩm tâm nhíu mày, chủ tử, không phải là ngươi lo lắng sao, nếu như vậy, vậy thì sớm khiến hoàng thượng tỏ thái độ, cẩm tâm không đồng ý, nô tỳ cảm thấy không ổn, mọi người đều biết người là gì ứng kỳ hoa, nếu như lúc này người nổi lên mẫn giống với khi đó, khó tránh khỏi người khác nghĩ nhiều, hơn nữa vốn là bệnh, có thể nào bệnh càng thêm bệnh, như thế nào nô tỳ cũng không đồng ý, ai có thể nói, chén thuốc này có vấn đề thì ta sẽ không nổi phản ứng. Tự ta có thể chu toàn lời nói đi qua, chuyện như vậy chủ tử người bằng lòng cũng không được, nô tỳ sẽ không lấy xoài khô cho người. Người vạn không thể lấy thân thể mình tới mưu đồ. Cẩm tâm khó được kiên cường thấy nàng phòng mặt bánh bao, tịch nguyệt vì một cái bật cười, được được, nghe ngươi còn không được sao. Xem ngươi, mặt này cũng nhăn thành cái dạng gì rồi, tuổi cẩm tâm lớn hơn so với tịch nguyệt, nhưng bên trong cũng không phải như vậy, tịch nguyệt xem cẩm tâm thành một tiểu cô nương, cẩm tâm cũng coi tịch nguyệt thành một tiểu cô nương, mặc kệ chủ tử lên cao bao nhiêu được sủng ái, yêu thương, nhiều hơn, cũng là tiểu thư nô tỳ nhìn lớn lên. Nô tỳ lớn tuổi hơn so với người, từ lúc đi ra thẩm gia chính là lão phu nhân đã dặn dò nô tỳ, mọi chuyện phải nhìn người nhiều hơn, cấp thiết không thể khiến người làm liều, cẩm tâm nghiêm trang, tịch nguyệt hơi lộ vẻ xúc động, gật đầu, ngày mai nếu hoàng thượng còn không tra ra vấn đề thái y, thì đi truyền vạn thái y cho ta. Trái lại không cần tìm xảo ninh, thấy tịch nguyệt không kiên trì, cẩm tâm vui mừng một hồi, vẻ mặt tươi cười gật đầu, thật tế, tịch nguyệt này chừng 10 ngày không khỏe, hoàng thượng có thể nào không sinh nghi. Lai Hỉ gọi ám vệ thính vũ các, "Trẫm có chuyện muốn hỏi." Trong thời gian chốc lát, chỉ thấy cung nữ lặng lẽ bước vào trong điện. Bệnh thuần tần là xảy ra chuyện gì? Cũng không ngẩng đầu nhìn người, vừa phê chữa tấu chương vừa hỏi, "Mỗi ngày thuần tần cũng bình thường đúng giờ uống thuốc, nhưng luôn luôn không thấy chuyển biến tốt hơn. Thuộc hạ đã kiểm tra các vị thuốc, cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng dù sao thuộc hạ cũng không phải thái y, có chút chỗ rất nhỏ không nhìn ra được tới." Hừ lạnh một tiếng, ngươi nghi ngờ có người động tay động chân. Vâng, đi xuống đi, nhìn bóng lưng người rời đi, cảnh đế nhìn lai hỉ, đi làm cho trẫm biết rõ. Chẳng lẽ trẫm mới vừa cưng chiều nàng một chút, đây là âm mưu tính kế đã muốn liên tiếp, đây là không đặt nàng trong mắt hay là không để trẫm vào mắt, trong lòng lai hỉ đầy kinh hãi, biết đây là đụng vào kiên kỵ của cảnh đế, gần đây hắn cưng chiều thuần tần, nên thuần tần đã không ngừng bị hãm hại, như vậy, đến nỗi hoàng thượng thấy rằng chuyện này là đánh vào mặt hắn xem ra ngược lại thật sự thuần tần là người có phúc khí. Cạm bẫy nhằm vào nàng là một cái tiếp một cái, cho dù vận khí thuần tần tốt cũng chưa chắc có thể luôn luôn toàn thân mà lui. Hôm nay bọn họ đến điều tra, chuyện này tất nhiên sẽ không tốt rồi, có thể là ngay cả biết thuần tần cũng sẽ không biết, chuyện như vậy sẽ che giấu trong vô hình. Người, có lúc thật đúng là không thể không chấp nhận số mệnh, Lai Hỷ là đại tổng quản nội thị, chuyện trong cung này, nếu như hắn muốn ra, tất nhiên là cực nhanh, cực kỳ, kết quả cũng đã để trên bàn cảnh đế. Nhìn nội dung chi chít này, cảnh đế cười lạnh, Đức Phi này càng thêm càng rỡ, nếu nói vốn là lúc có hiền phi khống chế ngang bằng, mà gia thế hiền phi tốt, tính tình hung hăng, nàng ta chỉ có thể biểu hiện dịu dàng, hiện nay tứ phi chỉ còn lại một mình nàng ta, nàng ta chắc là tự cảm thấy bất thường, bèn cũng âm thầm bồi dưỡng nhân tài để xây dựng thế lực bản thân, lại nghĩ đến mấy việc khoảng thời gian lúc trước, từng trang công văn cũng chỉ quanh quẩn nàng ta hương liệu của thẩm tịch nguyệt bị người bỏ thuốc mặc dù nàng ta điều tra nói là hiền phi nếu nói là nàng ta cũng không phải là không thể chính là chuyện rắc rối kỳ hương tây vực nữa nàng ta phụ trách lục soát cung kỳ hương tây vực lúc trước của hiền phi có rơi vào trong tay nàng ta hay không cũng không biết ám vệ không có chứng cớ sẽ không nói bậy nhưng từng trang công văn trang báo lên cũng đều là chuyện nàng ta loại trừ người khác tính kế người khác hắn có thể dễ dàng tha thứ một ít lại sẽ không dễ dàng tha thứ nhiều lần." Cười lạnh, Lai Hỉ, "Nô tài đi Thái y viện đổi thái y cho trẫm, khám và chữa bệnh cho Thuần Tần thật tốt. Trẫm muốn thấy nàng khỏe mạnh." Về phần Chu Thái y, Cảnh Đế dừng một chút, "Cho tới bây giờ trẫm cũng không quan trọng thái y của Thái y viện để người khác sử dụng, nhưng nếu ngày khác trẫm có đau đầu nhức óc, hắn sẽ thông đồng với những thứ phi tần kia mưu kế trẫm." Nói như vậy, Lai Hỉ nào có không hiểu người này không chỉ không thể giữ lại còn phải để cho người ta biết vì sao hắn chết để tấu chân xuống cảnh đế liếc nhìn thời tiết bên ngoài hôm nay truyền tề chiêu nghi thị tẩm tịch nguyệt đổi thái ý chỉ qua ba năm ngày thì cơ thể đã tốt lên gương mặt cũng dần đầy đặn tờ vê đúc rờ lại còn chu thái y hoàng thượng có nói ông ta y thuật không tốt nhìn nhầm độc dược thành thuốc chữa bệnh làm tổn hại cơ thể thuần tần cũng may là thuần tần còn trẻ tuổi lại phát hiện sớm nên không sao nếu như bị tổn thương nặng hơn thì chỉ sợ về sau không thể có thai được nữa sự việc này khiến cho mọi người xôn xao chu thái y đã bị xử trảm tịch nguyệt uống trà nghe cẩm tâm báo lại chuyện này im lặng không nói gì ngoài lời phán tội công khai này ra mọi người đều biết rằng nhất định là chu thái y bị ai đó sai đi hãm hại thuần tần nhưng bị phát hiện nên mới có kết quả như vậy những người chỉ biết bo bo giữ mình thì âm thầm phỏng đoán sau đó quyết định nên khách khí với thuần tần một chút mà ngoài chuyện của thuần tần thì còn có một chuyện khác khiến những mỹ nhân trong hậu cung này vò nát khăn tay không biết vì sao mấy ngày hôm nay hoàng thượng đều triệu tề chiêu nghi thị tẩm nhìn tề chiêu nghi được sủng hạnh mọi người đều lo lắng ai cũng có thể được sủng ái chỉ có mình là không được đó là cảm giác thế nào không cần biết người khác nghĩ gì tịch nguyệt tự có suy tính của mình nói tới chuyện tề chiêu nghi được sủng ái không phải là một ngày trước khi mình được đổi thái y sao nếu như người đứng phía sau quả thực là tề chiêu nghi vậy thì mọi chuyện sẽ không phát triển theo hướng này vậy thì chỉ còn một khả năng người hại nàng không phải là tề chiêu nghi nhưng mà người kia có phân vị rất cao tề chiêu nghi cũng là nhị phẩm rồi hoàng thượng là muốn nâng nàng ta lên sao cũng đúng hiện tại từ tứ phi nhất phẩm cũng chỉ có đức phi nhìn xuống thì ngay cả một vị phi hay quý cơ cũng không có điên đang cần cuối cùng hoàng thượng cũng không vừa mắt đức phi một mình đứng đầu ngoài đức phi ra thì chỉ có tề chiêu nghi và ngô dung hoa ngô dung hoa là người kiêu ngạo thực sự kém xa loại mỹ nhân gian nam khiến người ta yêu thích như tề chiêu nghi nhìn tình hình này hẳn là tề chiêu nghi sắp được thăng vị rồi có điều chuyện mình náo loạn mấy ngày nay đều là để cảnh báo người khác chỉ là không biết hoàng thượng nghĩ thế nào mặc dù tịch nguyệt không thăng cấp nhưng vẫn duy trì tâm thái như trước không hề nôn nóng dù sao nếu như lên quá nhanh thì khó tránh khỏi bị vấp ngã tích lũy từ từ vững vàng đi tới mới có thể chắc chắn nếu thân thể đã khỏe rồi thì không thể giống như con mèo suốt ngày ở trong phòng tịch nguyệt cũng biết được nàng nên đến tuệ từ cung thỉnh an mấy ngày nay nàng bị bệnh thái hậu đã ban thưởng cho không ít đồ mặc kệ thế nào thì nàng cũng nên đến tạ ơn để mấy cung nữ chọn cho mình trang phục nhìn qua có vẻ có tinh thần hơn một chút từ trước đến nay tịch nguyệt đều không thích yếu đuối mỗi khi ra ngoài đều trang điểm rực rỡ cẩm tâm thấy tịch nguyệt vừa khỏe lại đã muốn ra ngoài thì cũng không quản nhiều chỉ muốn chủ tử phải mặc nhiều đồ một chút mấy người khác cũng ở bên cạnh phụ họa tịch nguyệt không phản kháng nổi cuối cùng mặc không ít đồ rồi mới ra ngoài nhìn ánh mặt trời đã lâu không thấy trong lòng tịch nguyệt vui vẻ quế ma ma thấy thuần tần tới thỉnh an thì vội vã bẩm báo với thái hậu không lâu sau tịch nguyệt đã ngồi ngay ngắn bên trong tuệ từ cung thái hậu thấy nàng cũng rất vui mừng thân thể khỏe lại rồi hả đã lâu không gặp ngươi, ai gia thật là nhớ ngươi, không cần biết có phải là lời nói thật giờ giờ lòng hay không tịch nguyệt đều cười hì hì, thái hậu không cần phải nịnh bợ loại nhân le quinh vật nhỏ như nàng, lời nói của bà ấy, nàng đương nhiên là tin, nàng biểu môi, thần thiếp cũng thật nhớ người. Mấy ngày trước đều bị giam trong phòng, thật là bức bối, con nhóc nhà ngươi, ai ra thấy, ngươi nhớ ta là giả, buồn chán mới là thật đi, không phải đâu, thái hậu, người đừng treo chọc thần thiết, dáng vẻ hờn dỗi của nàng đúng là khiến cho người ta thương tiếc. Thái hậu nhìn nàng như vậy cũng nở nụ cười, nhìn dáng vẻ khiến người ta yêu thích của con kìa, cũng khó trách hoàng thượng thấy con mất ngày liền không khỏi, tức giận đến nỗi hỏi tội thai y. Thái hậu nói như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười cũng rất từ ái, nhưng mà đương nhiên tịch nguyệt nghe ra ý thăm dò trong lời nói này. Đúng vậy, nếu như thay đổi thái y thì tất nhiên thái y sẽ nói tình trạng cơ thể nàng cho hoàng thượng hoặc thái hậu. Mà chuyện mình mỗi ngày đều uống thuốc như cơ thể lại không có gì đáng ngại đương nhiên sẽ khiến cho hoàng thượng và thái hậu nghi ngờ. Tịch Nguyệt nở một nụ cười, thái hậu nói sai rồi. Thần thiếp thấy, hoàng thượng trị tội Chu Thái ý không phải là vì thần thiếp. A. À, thái hậu nhíu mày, Chu Thái y này y thuật không tốt, hoàng thượng trị tội là đúng. Hôm nay, thần thiếp chỉ mắc một bệnh thương hàng nho nhỏ mà cũng có thể kéo dài tới nửa tháng vậy nếu như là bệnh hơi nghiêm trọng một chút mà ông ta cũng là như vậy chẳng phải là làm hại người ta sao nếu không có tài sao có thể làm thái y trong thái y viện vì vậy nên hoàng thượng xử lý ông ta không phải là vì một mình thần thiết thái hậu nở một nụ cười như có như không bê ly trà lên đúng là một người thông minh cái miệng nhỏ thật là biết nói chuyện tịch nguyệt mím môi nhẹ nhàng cười đúng là rất ít khi nàng cười ôn nhu như vậy thái hậu cảm thán ngày trước thấy nụ cười của ngươi thật tùy ý mà tinh nghịch, nay mới khỏi bệnh, nụ cười lại trở nên thật dịu dàng. Hai người đang cười đùa nói chuyện thì một cung nữ chạy vào, hành lễ rồi nói vào bên tai Quế Ma Ma mấy câu, tịch nguyệt làm như mắt biết tai ngơ. Quế Ma Ma kinh ngạc, vội đi đến bên người Thái Hậu, thấy hai người thì thầm, tịch nguyệt vội vã bê ly trà lên, làm bộ thưởng thức trà. Quả nhiên thấy Thái Hậu nhíu mày, thuần tần, nếu không có việc gì thì lui xuống đi, bên chỗ A Gia còn có chút việc tịch nguyệt vội vàng đứng dậy thần thiếp xin cáo lui sau khi nói xong liền nhanh chóng lui ra ngoài tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tịch nguyệt cũng không tò mò nàng hoàn toàn không cần dòng ngó bí mật không muốn cho người khác biết của thái hậu mà sau khi thuần tần ra ngoài thái hậu liền nghiêm mặt vũ nhi thế nào rồi các ngươi chăm sóc nó kiểu gì vậy cung nữ vừa mới chạy vào lập tức quỳ xuống thái hậu tha tội thái hậu tha tội không hề cãi lại chỉ không ngừng đập đầu cầu xin. Có điều tình huống như vậy không phải là mới xảy ra lần đầu tiên. Thái hậu giữ tay quế ma ma, đứng dậy, dẫn ai ra đi xem thế nào. Khi thái hậu vội vã đi về phía tẩm cung của đại hoàng tử thì tịch nguyệt đang rất nhàn nhã. Ở trong phòng mấy ngày liền mới ra ngoài, cho đù trì vẫn rất lạnh nhưng tâm tình tịch nguyệt cũng rất tốt. Nàng chậm rãi đi về, mấy ngày nay không có tuyết rơi, trên cành cây khẳng khiêu hiu quạng trên tường cung còn mang theo một tầng sương dày đặc tâm tình của thuần tần thật tốt. Âm thanh đột ngột vang lên, có điều khi tịch nguyệt xoay người lại thì trên mặt chỉ có một nụ cười yếu ớt, người tới chính là lệ tần chu vũ ngưng. So với tịch nguyệt thì dường như nàng ta mới thực sự là ra ngoài tản bộ, hai bên chào hỏi nhau, còn nói muội, muội thấy, tâm tình của tỷ tỷ mới thật là tốt. Đi qua khé nắm tay lệ tần, thẩm tịch nguyệt đối xử với người khác vẫn rất lạnh nhạt, hành động này của nàng khiến cho chu vũ ngưng kinh ngạc một hồi. Có điều cũng lập tức nở nụ cười, nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng ta, trong lòng Tịch Nguyệt cảm thán, không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên là mỹ lệ bất người, tỷ luôn thích đi dạo một chút bên cạnh tường cung, không biết muội muội có rảnh rỗi không. Đi dạo với tỷ tỷ một lúc được không? Lệ Tần đưa ra lời mời, Tịch Nguyệt vui vẻ đáp ứng, thực ra nàng vẫn muốn làm rõ, tại sao kiếp trước Lệ Tần lại giúp nàng, mấy ngày nay muội muội bị bệnh, không hề ra ngoài hẳn là rất buồn bực đúng không? Trước kia chưa từng thấy muội ra ngoài đi dạo, trong cung này ai mà không biết thuần tần sợ lạnh chứ, tịch nguyệt gật đầu, không phải sao? Mặc dù muội không thích khí trời bên ngoài nhưng cũng không thể làm ổ trong phòng cả ngày. Đã lâu không ra ngoài, muội cũng sắp mốt meo rồi, hôm nay ra ngoài, mặc dù vẫn rất lạnh nhưng trong lòng cũng hơi kích động, lệ tần nhìn quan cảnh xung quanh, cười lắc đầu, muội lớn lên trong kinh thành, đương nhiên không biết kinh thành không phải là quá lại theo tỷ thấy vẫn còn tốt tịch nguyệt nghi hoặc a à, còn có nơi lạnh hơn sao mùa đông ở kinh thành đều khiến mùi lạnh không chịu được mùa đông hàng năm đều có mấy ngày mùi uể oải mệt mỏi tỷ tỷ không lớn lên trong kinh thành sao nhìn bộ dạng nhăn nhó vì trời lạnh của nàng chu vũ ngưng cười tỷ đã ở nhà ông ngoại là một thành nhỏ ở biên cương ba năm năm ngoái vì tuyển tú nên mới về kinh học quy cũ nơi đó mới là lạnh thực sự. Tịch Nguyệt nghĩ lại, dường như là thanh danh đệ nhất mỹ nhân của Chu Vũ Ngưng cũng chỉ mới xuất hiện hai năm gần đây. Biên Cương rất lạnh sao? Chu Vũ Ngưng gật đầu, đương nhiên rồi. Trong ngày mùa đông, để một chậu nước ra ngoài, chẳng mấy chốc đã đóng băng rồi. Nơi đó mới thực sự là lạnh lẽo. Tuy rằng nói vậy nhưng vẻ mặt của nàng ấy lại có vẻ mong nhớ. Tịch Nguyệt có thể thấy nàng ấy rất hoài niệm khoảng thời gian đó. Biên Cương sao? Lục vương gia cũng từng bị tiên hoàng cách chức, tới một thành nhỏ ở biên cương. Ánh mắt tịch nguyệt tối sầm, lẽ nào lúc đó bọn họ đã gặp nhau, cho nên lúc Chu vũ ngưng nhìn thấy lục vương gia mới giật mình như vậy. An thô giờ giờ, le quyên, giữa bọn họ. Tịch nguyệt âm thầm phỏng đoán, không biết giữa bọn họ đã từng có chuyện gì, những chuyện đó có quan hệ đến chuyện của thẩm gia hay không. Tịch nguyệt cười hít mắt nhìn Chu vũ ngưng, tỷ tỷ thật tốt, mùi hầu như không được ra khỏi kinh thành, lần duy nhất chính là một lần ra ngoài dân hương với ca ca và muội muội hơn nửa lần đó cũng không ở lại chùa chỉ dân hương xong là vội vã trở về muội muội là đóa hoa bên trong nhà ấm đương nhiên không giống ta chu vũ ngưng vẫn cười nhưng lại có tâm thêm một tia tâm trạng khác có điều nếu muốn đưa muội đến nơi kia thì sợ là muội cũng không đồng ý thời tiết ở kinh thành mà muội đã không chịu nổi nơi kia còn lạnh giá hơn sao muội có thể chịu nổi chứ tịch nguyệt cũng không phản bác gật đầu tỷ tỷ nói cũng đúng. Nếu như đi chỗ nào đó ở phương Nam thì có lẽ muội còn vui vẻ. Muội đúng là không chịu nổi thời tiết lạnh, tỷ xem, không phải là vài ngày trước mới bị bệnh sao? Chu Vũ Ngưng nghe vậy, ôm nhu cười, muội đó, suy cho cùng cũng là tuổi còn nhỏ, sau khi chia tay với Chu Vũ Ngưng, Tịch Nguyệt vẫn là bộ dáng như vậy, hoặc nhìn chính là một cô nương nhỏ không rành việc đời, lôi kéo áo choàng lớn bên ngoài, nàng bước trở về thính vũ các đúng lúc chủ tử đã nán lại bên ngoài lâu như vậy. Giọng nói Hạnh Nhi có chút quán giận, tất nhiên tịch nguyệt biết, Hạnh Nhi là thật lòng nghĩ cho thân thể của nàng, không có chuyện gì. Thật lâu không có ra cửa, hóng mát một chút cũng tốt. Đúng rồi, ngươi đi kêu xảo ninh đến cho ta, xem nàng làm món điểm tâm ngọt gì ăn ngon. Bộ dáng nàng như chú mèo con ham ăn, Vân Hạnh Nhi mang nét cười đi xuống, trong chốc lát chỉ thấy xảo ninh bưng một chén canh ngân nhỉ, nấm tuyết, táo đỏ trong suốt vào cửa. Canh này ống ánh trong suốt, tịch nguyệt cầm muỗng canh lên nếm thử một miếng, gật đầu, quả thật không tệ. Xảo Ninh mỉm cười nói, người ngoài đều nói ngân nhĩ và tổ yến chỉ cách nhau một đường. Lại nói, nếu như thật thì làm tốt lắm, ngân nhĩ cũng không thua tổ yến. Tịch nguyệt gật đầu, quả thật vị không tệ, khó được táo đỏ này cũng có thể vào miệng, vốn ta không thích táo đỏ chín, nhưng ngược lại ngươi đây làm có mùi vị khác hai người nói chuyện với nhau như vậy, cẩm tâm dọn dẹp tới cửa, nhìn một cái, gật đầu, tịch nguyệt thấy thế chậm rãi mở miệng, giúp ta liên lạc cửu cửu, điều tra chuyện chu vũ ngưng ở biên cương mấy năm trước. Nhớ kỹ cẩn thận, thà rằng lấy được kết quả chậm một chút, cũng cần phải thỏa đáng, nô tỳ hiểu rồi, ăn xong đồ ngọt, mấy người bên cạnh cũng đều lui xuống, tịch nguyệt rơi vào suy nghĩ. Đời trước cửu cửu cũng vì nàng sắp xếp xảo ninh này, khi đó lại là lòng nàng đã lạnh, cũng không có dùng, chỉ coi là nữ đầu bếp. Kiếp này nàng nổi lên ý đồ khác, cũng muốn sắp xếp xảo Ninh này thỏa đáng. Hôm nay nói chuyện một lần với Chu Vũ Ngưng, có thể nhìn ra được, Chu Vũ Ngưng này nút thắt quá sâu với chuyện bên kia, nếu quả thật là Lục Vương gia chung một thành trì với nàng ta, nói vậy tất nhiên sẽ cùng xuất hiện. Chu Vũ Ngưng, Lục Vương gia nếu đúng như nàng đoán là cùng xuất hiện, như vậy lại có quan hệ thế nào với thẩm gia của nàng? Tỷ Mỹ suy nghĩ một lát, nàng cười yếu ớt có quan hệ hay không quan hệ thì như thế nào chứ dù là có ngày đó thẩm gia bọn họ vẫn là cả nhà phạm tội tịch thu tài sản bị giết như cũ nếu như nói không có đó là không cần phải suy nghĩ nhiều mình coi như là lo sợ không đâu rồi tuy là mới bắt đầu sống lại nàng có nhiều suy nghĩ nghĩ tới báo thù nghĩ tới nhất định phải quyền khuynh hậu cung nghĩ tới bảo vệ người nhà nghĩ tới rất nhiều rất nhiều chuyện từng trải kiếp trước nghĩ tới đời này muốn tránh né một chút nhưng theo thời gian chuyển dời nàng lại phát hiện có một số việc mình đổi một góc nhìn đó là khác nhau mặc dù nàng vẫn phải làm những thứ này nhưng những chi tiết kia ngược lại là mình không nên quá gò bó rồi nếu có thể lặp lại qua một lần như vậy thì là ban thưởng ân lớn với nàng hoàng thượng giá lâm ngoài cửa truyền đến tiếng lai hỉ kêu to tịch nguyệt lập tức chỉnh đốn tâm tình đợi nàng đi tới cửa hoàng thượng đã vào cửa thần thiết gặp qua hoàng thượng, tịch nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu lại được cảnh đế đỡ dậy, thân thể vừa khỏe, lại đi vòng vo bên ngoài này rất lâu, lễ này thì miễn đi. Vào nhà ngồi xuống, để trẫm nhìn nàng một chút, mặt cảnh đế dịu dàng, hắn luôn là như thế, làm cho người ta cảm thấy rất săn sóc ấm áp, cảnh đế mới từ ngoài cửa đi vào, bàn tay lành lạnh, nhưng cho dù như thế, lại vẫn đặt tay lên hai má tịch nguyệt, ngón cái lướt qua mí mắt của nàng, tịch nguyệt chậm rãi nhắm nghiền hai mắt thấy nàng như thế cảnh đế cười nhẹ chậm rãi cúi đầu cứ như vậy hôn lên thân thể như thế nào còn có chỗ nào khó chịu sau khi vừa hôn dịu dàng chính là hỏi kỹ tịch nguyệt mở mắt ra cười hì hì lắc đầu thiếp đã thật tốt rồi chẳng thế thì cũng không thể đi dạo bên ngoài lâu như vậy tay lại sờ khuôn mặt nàng mấy cái ánh mắt lướt qua trên người nàng lần này bị bệnh nửa tháng cả người cũng gầy đi trông thấy nói xong ánh mắt lại lướt qua theo bộ phận của nàng Tịch Nguyệt không vui chu môi, hoàng thượng người xem chỗ nào vậy, nàng cứ nói đi. Vuốt lỗ mũi nàng một cái, Tịch Nguyệt cởi giày của mình xuống, nằm lên trên giường, đầu gối trên đùi hắn, một bộ dáng khoan thai tự đắc, thiếp là chỗ nên gầy thì gầy, chỗ không nên gầy chính là một chút cũng không có gầy nha. Nhìn bộ dạng lười biến lại trẻ con này của nàng, cảnh đế không khách khí đặt tay trước ngực nàng, ngón tay phải không nhất định vuốt ve qua lại, bốt. Tịch Nguyệt nhắm tay hắn đánh một cái cảnh đế cười âm u mấy ngày nay trẫm cũng không có gặp nàng liền nhớ nàng lại đối xử trẫm như vậy quả nhiên là một thiếp không có lương tâm tịch nguyệt nằm hừ nhẹ không có thiếp người còn có thật nhiều người khác mà giống như ai kia đó ai đó ai kia ấy nàng bẻ ngón tay cảnh đế bị nàng chọc cho cười to cái bình giấm chua nhỏ thiếp mới không phải nàng hết sức phản bác ngược lại có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi cảnh đế vuốt mặt nàng không phải còn nói người khác gì đó nàng nên biết, trẫm thích cũng chỉ có một mình nàng, không nói như vậy còn tốt, vừa nói như thế, bỗng tịch nguyệt ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn, trong mắt to có bức ức, người gạt người, người chỉ biết gạt người, cái gì yêu thích một mình ta, mới không phải, cảnh đế thấy nàng như thế, sửng sốt một chút, sao? Làm cái gì vậy? Nàng không tin trẫm. Giọng nói rất là bình thản, nhưng tịch nguyệt lại nghe ra bên trong không vui, nàng cắn môi, đôi mắt đẫm lệ mông lung, lại mạnh mẽ kìm không rớt xuống, quật cường mở miệng, tại sao đổi thái y cho thiếp, tại sao giết hắn, rốt cuộc là ai muốn hại thiếp. Thiếp không phải đứa ngốc, chuyện đến một bước này, thiếp cũng không phải là ngu ngốc đến cái gì cũng không nhìn ra, cái gì người cũng không chịu nói cho thiếp biết. Không chỉ không nói cho thiếp, người còn cưng chiều người khác, người thích người khác. Mỗi ngày thiếp bẻ ngón tay tính là lúc nào thì mình có thể khỏe, lúc nào thì có thể gặp được người, thiếp, không chịu nói tiếp xuống, quay đầu lại, rõ ràng đau lòng muốn chết, lại vẫn không chịu để cho nước mắt rớt xuống. Bộ dạng nhỏ bé này, còn có những lời đó khiến vẻ mặt cảnh đế trở lại bình thường, xoa vuốt tóc nàng, thở dài, làm sao trẫm sẽ thương yêu cưng chiều nàng một cô bé con như vậy. Nàng nhìn nàng, tính tình cố chấp, tính tình lớn, ghen tị, lại ngốc. Hắn vừa nói như thế, tịch nguyệt trừng mắt thật lớn, căm tức nhìn hắn, vô cùng cuột cường, hung hăng hôn lên, một tay cảnh đế giữ nàng trên giường nhỏ, tịch nguyệt bị người xâm phạm, hai nắm tay nhỏ không ngừng đánh đấm, cảnh đế cũng không quản những thứ này, một tay trị được hai cánh tay nàng, nắm cổ tay nàng giữ cánh tay nàng ở đỉnh đầu, môi này rất bá đạo, đầu lưỡi luồn vào trong miệng nàng, lặp lại trên dưới lướt dò xét, tịch nguyệt có một loại cảm giác, quả thực là hắn muốn ăn thịt người, ưm, ừ. hắn tháo ra quần áo của nàng, lộ ra cái yếm màu trắng trong suốt, đầy đủ đứng thẳng kia, nhìn hắn đỏ mắt, lại nhìn khuôn mặt nàng. Đã thoáng nhuộn lên đỏ hồng trẫm chỉ thích nhìn bộ dạng nhỏ bé quật cường này của nàng chỉ thích chinh phục bộ dáng này nàng mỗi lần thấy nàng như thế liền nhớ giày vào nàng như thế nào không đợi nàng trả lời một tay cảnh đế lại kéo cái yếm của nàng xuống ném trên mặt đất cúi đầu phủ đến trước ngực nàng ngậm chặt một chỗ mềm mại trong miệng thì không ngừng trằn trọc gặm cắn tịch nguyệt rất ngượng ngùng chỉ là vẫn mở miệng thiếp đau thiếp đau người thả thiếp thả thiếp có được hay không nói chưa dứt lời đây vừa nói rằng để cho cặp mắt hắn đỏ tươi, tiếp theo quần lót của nàng cũng bị xé toan, thấy quần lót đã rách nát, tịch nguyệt quán trách, người lại xé quần lót của thiếp, người xấu, người là người xấu, có lẽ là cảnh đế hôn đủ rồi, cuối cùng ngẩng đầu, thấy khuôn mặt nhỏ bé của nàng hơi uất ức, trẫm không chỉ muốn xé quần áo của nàng, trẫm còn phải xé nàng, hắn càng nói âm thanh càng nhỏ, ý tứ trong lời kia rõ ràng. Tịch Nguyệt nhắm vào bả vai hắn chính là một miếng, chỉ là bởi vì cảnh đế còn đầy đủ quần áo, nhưng mà hắn cũng chỉ hơi có cảm giác, "Ôi, vật nhỏ, tốn hơi thừa lời nha." Hắn xem thường bộ dáng tịch nguyệt bực tức dãy dụa phản kháng như vậy, "Ách, ách, ưng." Cảnh đế phát ra âm thanh thoải mái, trên mặt treo vẻ cười xấu xa, rõ ràng trong phòng không có ai, hắn càng muốn đến gần lỗ tai nàng, "Tốt." "Thoải mái." "Thế nào, biết điều với trẫm rồi hả?" Lại nhìn ánh mắt bốc lửa của nàng, cảnh đế không chịu nổi, lại nằm sấp trên ngực nàng, cái dáng vẻ này của nàng, thật là muốn ăn hết nàng, trên dưới không ngừng hôn, lưỡi hắn ẩm ướt nghiêm túc, tịch nguyệt cảm thấy thật sự hắn muốn ăn hết nàng, lúc này hắn đã buông hai cái tay nàng ra, nhưng nàng lại không biết nên đặt tay nơi nào, chỉ biết lôi kéo quần áo của hắn thật chặt, thấy nàng cau mày, dáng dấp nhỏ bé khổ sở cắn môi, cảnh đế dời xuống, vỗ vỗ khuôn mặt nàng, phục vụ trẫm cởi quần áo. Tịch Nguyệt mở mắt ra, thấy hắn tươi cười, trong nháy mắt có mê mang, nhìn dáng vẻ mê mẩn này của nàng, cảnh đế cũng không trông chờ vào nàng, tự mình đứng dậy hai ba lần liền cởi hết quần áo, lần nữa nằm sấp trên người nàng, nắm tay nàng đi tới nửa mình dưới của hắn, lúc này thì tịch nguyệt mắt cỡ không biết như thế nào cho phải, ngược lại cảnh đế không tiếp tục dễu cợt nàng lần nữa, nàng ngoan, nàng ngoan chút, mang trẫm đưa đến nơi đó của nàng. Trên tay tịch nguyệt nắm vật kia, cảm nhận được nhục cảm ấm áp, cho dù hắn không ngừng thì thầm bên tai nàng nàng vẫn đờ đẫn nơi đó vẻ mặt thì xấu hổ lợi hại thấy nàng không chịu làm theo cảnh đế uy hiếp bên tai nàng nếu như nàng không chịu trẫm sẽ phải hung hăng trừng trị nàng nha trẫm bỏ hơn nửa tháng thật là nhớ nàng nếu như nàng không chịu ngoan ngoãn nghe lời tất nhiên trẫm để cho ngươi ngày mai thức dậy không rời giường được nào có như vậy đường đường vua của một nước lại uy hiếp người trên việc này tịch nguyệt tức giận chính nàng cũng không rõ ràng lắm Cảnh đế yêu chết nàng biểu môi mờ ám, nàng vẫn cứ luôn như thế, nàng đây chính là trong lòng oán trách, người nào đó chính là như sói đói trở nên làm loạn trên dưới, thấy nàng chậm chạp không chịu động, bèn tự mình nắm tay nàng, đưa vật kia vào trong cơ thể, hai người đều là một cái giật mình, phục vụ trẫm thật tốt. Tiếp theo chính là gió lớn mưa rào, tịch nguyệt nhìn mồ hôi không ngừng nhỏ xuống đến trên người mình, nhìn lại sắc mặt kích động của người nào đó, như một loại động vật nhỏ ma sát khuôn mặt trên cổ hắn thì treo chọc hắn trở nên kích động. mặc kệ là biểu môi hay là động tác lần này, đều là tịch nguyệt bị kinh phan lqg com phản ứng lúc vô ý thức, nhưng lại không biết những thứ này đều là hắn giường tre gặp. hắn vẫn cứ thích nàng như vậy, thích nàng, thật thích nàng. di chuyển lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được một âm thanh trầm thấp, chính là thật sâu chống đỡ chỗ sâu của nàng.